xin mến chào quý vị các bạn. Nay thì ngày 25 Tết hả quý vị, thì hôm nay mình có dịp mình lên tham quan một vòng quảng trường. Thì lời nói đầu tiên cũng chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe thành công việc ha. Thì năm ngoái mình cũng có cái bãi ở đây mình bán, nhưng mà năm nay mình không bán quảng trường không quý vị. Thì mình với mấy anh em mình tập kết ở dưới quốc lộ 50, nhưng mà mình lên cái quảng trường này tham quan coi năm nay tình hình hội chợ hoa xuân ở quảng trường Mỹ Tho năm nay nó như thế nào không quý vị. Thì mình cũng biết được cái nguồn thông tin là năm nay ở quảng trường Mỹ Tho này năm nay nó chỉ có cho được 300 lô thôi hả quý vị. Năm nay nói chung tình hình dịch cũng khó khăn hả quý vị. Thì chỉ ban tổ chức hội chợ hoa xuân ở quảng trường Mỹ Tho nó chỉ có được có cho 300 lô à. Thì năm nay nó vắng hơn năm ngoái hả quý vị. Nhưng mà thì mình cũng dạo một vòng cho quý vị xem hội chợ hoa xuân của quảng trường tại thành phố Mỹ Tho năm nay nó như thế nào không quý vị. Giờ này 9 giờ mấy trưa, nay có dịp mình rảnh đi lên tham quan. Năm nay mình thấy nó cũng tuy rằng nó bán ít nhưng mà cũng khá nhộn nhịp không quý vị. Thì hôm nay là cũng 25 Tết rồi, nhưng mà năm nay nó không có mai mà những nhập mấy cây mai khủng giống như hồi năm ngoái không quý vị. Năm nay cái thị trường mai hình như nó bán ở ngoài rất là nhiều, chứ không vô quán trường. Vô quán trường năm nay vô mấy cây nhỏ nhỏ mà, chứ không có cây mà nói chung là cây VIP không quý vị. Hồi năm ngoái thì cũng có một số cây rất là đẹp ha. Đây, cũng có một số cây cũng khá khủng, nhưng mà dạo hết một vòng cho quý vị xem tham khảo ha. Năm nay thì mấy anh em của bên nhóm của mình thì bán ở dưới quốc lộ 50, thì mình cũng có một hai cái video chia sẻ cho quý vị biết ha. Bây giờ mình rảnh mình đi lên quảng trường mình cũng quay cho quý vị xem tham khảo luôn. Năm nay ở chỗ này cái địa điểm chỗ này là mấy cái bãi lớn không quý vị. Đó thì cái còn cái giải này là bán hai bên bán hàng bông nhận thọ đồ bông hoa. Mà những cái điểm mai mà nói chung năm nay cái thị trường mai ở trên quảng trường nó thưa hơn năm ngoái quý vị. Năm nay nó ít, tại năm nay nó có cho được có 300 lô à. Nó cho được có 300 lô à, chứ không có được cho nhiều. Hồi năm ngoái nó nằm không biết ở cái khu A hay khu B gì, mai nhìn thấy nó rất là nhiều mà năm nay rất là ít. Hôm nay đa số chợ hàng bông với mấy cái mai nhỏ thì nhiều. Rồi mấy tư quý cũng ghép cúc hồi hương rồi quý vị. Hồi năm ngoái cũng có cái sạp tư quý. Hồi năm ngoái có cái sạp tư quý ghép cúc hồi hương, mà năm nay mình kiếm cái hàng nó cũng không có nữa. Hồi năm ngoái có một cái hai ba lô gì bán tư quý ghép nhìn nhỏ nhỏ, con nhìn nó dễ thương. Năm ngoái hình như ở chỗ cái ngã ba này quý vị nó rất là nhiều luôn, mà năm nay nó rất là thưa vắng. Ở bên đây năm ngoái là cũng có mấy cây cũng bự bự, mà bây giờ là nó cũng hạn chế hả quý vị. Ở bên cái giải bên đây là những cái tác phẩm bonsai chứ hỏi kiện cổ rồi hả quý vị. Ở cái giải đây là kiển cổ với những cái tác phẩm bonsai không ngon quý vị. Đó, những cái câu lạc bộ hoa lan sông Tiền. Nói chung là năm nay cũng khá là nhộn nhịp, nhưng mà nó hơi thưa hơn năm ngoái quý vị ơi. Đây, những cái tác phẩm không quý vị. Đây mình thấy có cây mai xù này ha. Cây mai xù này hàng VIP không quý vị. Cái này mai xù. Đó quý vị. Cái này không biết phải cây mai mà mình nó thù ghê quá quý vị. Hôm nay
Nhưng mà nguyên cái giải này là những cái tác phẩm bonsai không à, vừa đồ đủ thứ hết. Mai vàng nói chung là đa số, nhưng mà nó không có bằng năm ngoái quý vị ơi. Mình thấy cũng thầy có cái tác phẩm bonsai này rất là quý vị. Cái vườn này nào quay vườn mỏng đó coi, khiên cái ghế này nào quay vườn mỏng luôn các bạn. Đây, mình vô mình quay cho quý vị tham khảo ha. Thầy cái mấy cái tác phẩm bonsai. Mùa đó có cây ấy, cây lộc rừng quá khủng luôn quý vị. Năm nay cái tác phẩm này kêu tác phẩm gì anh? Chủ nhân kìa. Đó, kìa, hỏi thằng nó quay kìa. Tác phẩm này mình thấy năm nay có xuất hiện tại Quảng Trường không quý vị? Năm ngoái thì nó không có, mà năm nay cái tác phẩm này lần đầu tiên có tại Quảng Trường ha quý vị. Anh cho hỏi cái tác phẩm gì anh? Nhưng mà cái này là thí dụ chứ anh đem ra bãi mình chưa có biết là tên gì hả? Cái này là cái bằng cái gỗ gì anh? Gỗ sao hả? Cái này anh đem qua đây nào anh? Ví dụ cái tác phẩm này cái giá thị trường giờ là anh bán là 250 hả anh? 550 là mình có bao phí ship chưa? Cái tác phẩm này là anh tạo nó này được bao lâu rồi anh? Cái này là tác phẩm gỗ sao không quý vị, nhưng mà anh chưa có đặt tên. Thì những cái tác phẩm này giống như cụm rừng không quý vị. Hồi năm ngoái thì chứ không có tác phẩm này nữa, nhưng mà năm nay ở Quảng Trường Mỹ Tho thì có một cái tác phẩm bonsai này rất là đẹp không quý vị. Nói chung là nó hàng độc lạ nữa, bằng gỗ sao. Cái này là nguyên cái khối gỗ sao luôn ha quý vị. Hôm nay là xuất hiện một cái tác phẩm cũng khá VIP ở cái quảng trường ha. Nguyên cái gỗ sao giống như là cái tác phẩm này kêu bằng bonsai rừng ha quý vị. Nó có thác nước chảy luôn. Những cái sông quýt không quý vị. Hôm nay là đa số cái hàng bonsai rất nhiều. Bản thì không có mấy cây tư quý, nói chung là năm nay cái thị trường cây kiển nó hạn chế hơn năm ngoái. Đẹp quý vị. Có những cái ghế ha, đằng xa xa kia có cây tứ quý nữa quý vị. À, khá VIP quý vị. Đây là những cây cây xanh ha quý vị, còn đó là cái vú sữa. Mấy cái này khủng không à, tại có gốc tứ quý không quý vị. Thôi hỏi em cái ngâu xét giá nhiều. Cái tứ quý này quý tàn một cốt quý vị. Cái này một cốt rồi để nôm. Cây tứ quý này giờ giá sao anh? Cây
25 triệu. Mình có hổ trọ ship vô bán tại chỗ. Cây này chắc hoành bốn mấy hả anh? À, để 38 hoành. 38 hoành. Thấy rồi, thấy rồi. Rồi mình đi một vòng cho quý vị xem tham quan tiếp tục ha. Có khá ấn tượng là cái bộ tác phẩm này không quý vị? Có khác nước chảy luôn. Cái bộ tác phẩm này ảnh cũng chia sẻ giá 550 không quý vị? 550 bao ship cho quý vị tới nhà luôn. Tại vì ở đây là quảng trường Mỹ Tho, quý vị nào muốn sở hữu tác phẩm này cứ xuống quảng trường Mỹ Tho ha. Nó nằm chỉ có một tác phẩm này duy nhất không quý vị? Và cây túi đó hoành có 38 mà chỉ 25 triệu quý vị ơi. Nói chung bởi vì cái giá thị trường nó mà đâu mình mà không có ái luôn. Cái giá thị trường mấy anh em mà để vô cái kêu giá cái nhán rồi luôn. 38 hoành mà 25 triệu. Giá cũng căng quý vị. Đây khu vực tập kết mai vàng. Hai bên luôn. Này mai vàng là khu này không quý vị? Nhưng mà nó cũng rất là thưa, nó không đến đổi nhiều. Cũng năm nay là cũng không có, mình thấy không có cây nào biết biết không quý vị? Trung hạn tầm trung không à. Chứ còn chưa có cây nào mà đỉnh tỷ cái giá trị nó hơi cao. Nay là ngày 25 Tết. Đây là hết bãi rồi quý vị. Đây đa số tập kết mai vàng rất là nhiều. Tại đang xử lý không quý vị? Rồi mình cũng đã dạo hết một vòng cái quảng trường Mỹ Tho không quý vị? Thì năm nay nó có 300 lô nên cái tỷ lệ nó ít, cũng ít. Tới đây mình cũng xin tạm khép video tại đây không quý vị? Nhưng mà mình con cái bộ tác phẩm này mình rất là ấn tượng quý vị, nên mình quay kỹ lại cho quý vị cái bộ tác phẩm này, nhìn thấy khá ấn tượng. Năm nay có mặt tại quán trường ha, cái bộ tác phẩm này nói chung năm nay xuất hiện đây không quý vị, quá đẹp luôn. Họ cái giá của ảnh mình cũng đưa ra 550 không quý vị. Quý vị nào muốn sở hữu bộ tác phẩm này cứ lại tới quán trường Mỹ Tho ha, sẽ có bộ tác phẩm này duy nhất.